Ngày hôm nay, Philippines đã ra lệnh sơ tán hàng nghìn người dân tại khu vực ven biển phía đông để ứng phó với cơn bão Ramasun. Với ý nghĩa thần sấm, đây được coi là cơn bão mạnh nhất dự kiến ập vào quốc đảo kể từ sau siêu bão Haiyan. Hiện nay, mưa lớn và gió mạnh đã bắt đầu xuất hiện tại Philippines. Đêm nay, bão nhiệt đới Ramasun dự kiến sẽ đổ bộ trực tiếp vào các làng chài ở miền đông Philippines. Dự kiến cơn bão sẽ đi qua phía bắc của tỉnh Đông Nam Samar và Leyte, sau đó sẽ mang mưa lớn đến Manila và các khu vực đông dân cư khác ở miền Bắc. Theo hướng đi hiện tại, Ramasun còn là cơn bão đầu tiên đổ bộ trực tiếp vào thủ đô Manila trong vòng 4 năm qua. Đến nay, 6.000 người Philippines đã phải sơ tán đến khu vực an toàn hơn. Nhà chức trách Philippines hiện đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để tránh tổn thất về nhân mạng, nhất là sau khi siêu bão Haiyan đã khiến khoảng 7.300 người chết và mất tích khi nó ập vào miền trung Philippines hồi tháng 11 năm 2013. Philippines hứng chịu khoảng 20 cơn bão lớn một năm, với phần lớn trong số này có độ tàn phá chết chóc. Ramasun sẽ là cơn bão lớn đầu tiên đổ bộ vào Philippines kể từ sau khi mùa mưa bão bắt đầu hồi tháng 6.